Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị. Con tên Ngon, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay thì con có lô mai cúc thảo hương và đại lộc giá sinh viên, nên con muốn chia sẻ với cô chú để mà quý cô chú nào mà muốn mua về để làm giống thì mình có thể chọn để mà mua nha. Thì đầu tiên là cây đại lộc nè, hiện tại thì cái tại vì buổi chiều nên cái hoa nó vừa tàn á. Đại lộc nhà con thì hoa rất là to, quý cô chú nhìn cái nụ nè, thì hoa đại lộc rất là to, tại vì đại lộc thì thường bị đốt năm cánh á, nhưng mà cái dòng này thì hoa đã nở rồi, con đã kiểm tra được mặt hoa rồi thì hoa nó rất là to luôn nha quý cô chú anh chị. Dòng đại lộc thì nó từ 16 cho đến 24 cánh, thì là cánh hoa cái phơm hoa của nó rất là to. Thì tất cả thì đều được xử lý đế nha. Đại lộc thì tất cả đều là cái đế nổi dạng này. Thì chiều cao của cây tính từ miệng chậu đi lên á, là nó cao là một gang tay của con. Một gang tay này á, là cái cây của mình nó già rồi nha, chứ không phải là cây mới ghép. Cái này làm con ghép được 15 tháng rồi, nó đã già mùa rồi. Cái cây quý cô chú anh chị nhìn là cái cây nó rất là cứng cáp luôn, nó rất là chắc khỏe. Thì cái dòng này á, thì là 5 cây á, là 275.000. Thì con sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn, là một cây chỉ có 55.000 thôi đó quý cô chú anh chị. Còn ở đây là cái cây cúc thảo hương. Cái cây này thì khi đem về thì quý cô chú anh chị mình có thể lấy được nhiều bo nha quý cô chú anh chị. Thì tính từ miệng chậu đi lên á, thì cây của mình nó cao là 2 gang tay, là tương đương với 4 tóc. Cây mình thì nó có nhiều, một cây thì ghép một mắt bo thôi, cây của mình chưa liền cốt. Cái dòng minh cúc hở hương á, thì cái gốc cây thì nó cỡ ngón út trở lên, nhưng mà cái này á, thì làm cái rễ quấn nó thì nó chưa có nổi nhiều như cây đại lộc, nhưng mà được cái là cái cành nhánh nó rất là nhiều. Thì hai loại này con đang bán đồng giá là 55.000 đồng một cây, thì 5 cây là 275.000. con sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn nha. Thì quý cô chú anh chị biết rồi, mai cúc thọ hương á, thì là cái dòng này á, thì nó từ 20 cho đến 40 cánh, và cái hoa của nó thơm á quý cô chú anh chị. Và hoa của nó rất là đẹp, tuy hoa của nó không có bằng đại lộc nhưng mà hoa của nó cũng khá là to. Thì cách thức đặt hàng á, là quý cô chú anh chị sẽ cho con địa chỉ ấp, xã, huyện, tỉnh, tên và số điện thoại người nhận, thì con sẽ gửi hàng cho quý cô chú anh chị nha. Còn quý cô chú anh chị ở gần thì có thể trực tiếp đến địa chỉ nhà của con ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đây là dòng đại lộc nè. Tất cả cái cây của đại lộc thì cái gốc nó nở lên như thế này. Còn cúc thảo hương thì là quấn rễ, thì cái rễ của nó chưa có nổi lên nhiều so với đại lộc, nhưng mà được cái là cái cành nhánh của nó nhiều. Thì quý cô chú anh chị có thể lấy 5 cây một loại hoặc là 5 cây hai loại đều được hết nha. Thì chỉ có giá là 275.000, con sẽ bao phí vận chuyển nha. Quý cô chú anh chị đừng quên bấm đăng ký kênh của con để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của con nhé. Con xin kết thúc video ở đây.